Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test Covid để xem coi liệu rằng là tôi có bị dính Covid không nha bạn. Các bạn cùng nhau quay số trúng thưởng nha. Thời lâu lắm rồi tôi mới nhìn lại cái bộ gọi là test Covid này các bạn ạ. Lâu lắm luôn rồi. Sợ test Covid mà dùng cái nhạc buồn hay nha. Bật cái nhạc gì đó cho nó đỡ sợ hơn được không? Nhạc để có vẻ đỡ sợ hơn đó. Mình để nhạc buồn quá thì mình kiểu xui. Đây, lâu lắm rồi mình thấy cái bộ test Covid. Lâu lắm rồi mình thấy, sợ thực sự. Đây, ok luôn. Chơi thôi. Đấy, này là pha chế rượu các bạn hiểu không? Này đang pha chế rượu. Bây giờ mình ngồi chờ kết quả thôi các bạn ơi. Rồi cái này chắc là phải để tầm 3 phút nữa mới kiểm tra lại nha các bạn nha. Bây giờ tôi sẽ để cho nó úp vô mặt bàn đi để tôi không nhìn thấy. Một tí nữa tôi với bạn sẽ mở ra từ từ để coi như thế nào nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình cùng nhau check thử nha. Hình như là bây giờ cũng được 3 phút rồi đúng không? Đây, mình nặng bằng tay đi các bạn. Mình nặng bằng tay đi. Một vạch. Hai vạch. Xin lỗi sao? Tôi muốn chơi cùng với bạn và chơi cùng với Sam. Thì tôi với Sam hôm nay sẽ chơi chung nhau 3 trận game. Ai thua thì nó sẽ phải cầm điện thoại lên ngay lập tức trên livestream luôn. Ví dụ như là Phong thua đây nha, sẽ kiểu thế này. Xin chào các bạn, mình là Phong Cận TV. Hôm nay thì mình quay video này để mình nói rằng là mình chơi game rất dở, cho nên là mình không biết tự lượng sức mình. Mình quyết thi đấu chơi game với Sam, cho nên hôm nay mình đã thua. Mình xin đầu hàng. Thua chị Sam đó, chị Sam bắt phần. Mình đã thua chị Sam. Mình đã thua chị Sam và xin lỗi rất là nhiều đã làm cho mấy bạn fan thất vọng. Hả? Mẹ gì đó? Rồi đây ơi, vô sức mạnh Free Fire. Sức mạnh Free Fire. Cái gì em có nói gì không rồi. Sức mạnh Free Fire. Xin xuống dưới. Đạp dưới luôn. Bye bye. Trôi đi luôn. Ấy. Ê. Hình như là cách bám vô xong nhấn cách. Ôi lên Phong, lên. Lên đi con. Ai ở kia cái tên lửa. Rồi lên đi con. Không thua được. Ôi đây rồi. Bà đâu. Ôi. Sao thấy bà chơi đuối tiêu sao? Sao mấy game đầu thấy dễ quá ta? Tụt xuống không à? Đây rồi. Hồi nãy là sức mạnh Free Fire, bây giờ sức mạnh kèo mút. Ai? Gì bắn tôi vậy? Leo con heo không biết bơi, cho nên hãy leo nữa con, đừng nhảy xuống biển. Rồi, cây súng. Cái pháo. Súng bắn điện. Súng bắn điện. Trời ơi, sao không bắn bắn đi đâu vậy? Súng bắn điện. Trời ơi, dưới. Rồi, trôi đi luôn. Bắn chị con ơi. Sao rồi? Sao làm? Bắn Sam kìa, quay đi đâu vậy con? Con heo này nó ngu vậy chứ. Con kìa. Súng bắn điện. Lấy cái này. Sao bỏ tôi ra?
lên 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 con lên con cố lên 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 Ủa sao rồi? Ủa sao đâu nhờ? Ủa Sam bay đâu xa nhờ? Ủa sao đâu nhờ? Sao đâu nhờ? Ủa Sam ơi! Đi đâu tiêu nhờ? Trời xa nhờ? Như đi mất tiêu rồi bạn ạ. Như là Sam đi mất tiêu. Trời ơi trời! Rao ba! Cái gì vậy trời? Cái súng này cùi lắm, không thèm dùng súng. Chạy đi con! Chạy đi heo! Không biết không biết. Ê da! Ê da! Bắn mẹ bắn! Heo rớt xuống vậy giờ tôi bắn sao bắn sao chú heo nghị lực đâu quá con bắn lực nè, con heo nè no đừng rồi bye xong trôi xong trôi mất tiêu luôn ơi cái chảo ủa dạ 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 ủa dạ ủa dạ cái chảo đây rồi ui bật súng bắn điện chạy đi ôi no đừng súng bắn điện đừng súng bắn điện cho đi luôn rớt cái chảo rồi rồi chìm luôn yeah ha 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 chìm đi cày thế à yes cày thế à quá tuyệt vời đây nhặt đi con đúng rồi con ơi đúng rồi đây lại ai ai ui cái pháo bắn đừng bà rơi dưới đúng không bà rơi dưới đúng không game là dễ game là quá dễ rồi thiệt luôn thiệt xong thiệt như win rồi các bạn nha chụp ảnh đi các bạn tôi chụp ngầu không rồi màn tiếp theo nào trời ơi giờ thắng thêm trận này nữa thắng luôn trời ơi không thắng được anh Phong ăn hiếp gì sao mà ăn hiếp gì mày chơi mình chơi là mình phải chơi đúng luật mày hiểu không chơi là chơi không có nhường cái gì ở đây hết á hiểu không mình đâu có giống bạn hội chị em ủa đây ơi sức mạnh Free Fire đây ơi trả đây đứng lại coi bà dám lấy sức mạnh Free Fire của tôi à gom gì khúc Lý Tiểu Long quỷ nhớ đâu đây đây dùng sức mạnh với tôi à đi à sao vậy đi sao đi có cái gì hay hơn không cây súng này ông thèm nhặt đi con sao không nhặt à đây ok no sao bay đừng sao bay súng này mà ông thèm súng này hơi bị lợi luôn á sao mà trận này mà tôi ui gậy bóng chày trời ơi nhặt đi con sao không nhặt đi đừng sao ơi cái ơi sao mấy trận này thua nhanh vậy yeah thua liên tiếp ba trận yeah ơi. Một giây lỗi bạn điều trận cuối nè trận này quyết định nè quyết định cho ai nè cái này tôi hời với bạn luôn cái này từ nãy tôi chơi thật nha tôi không hời diễn luôn thua tôi mới cay các bạn thà tôi diễn đi không nói con này tôi thua thiệt tôi mới cay để xem anh không cần làm gì để xem cố lên đi anh Phong cố chấp gì nè các bạn chuẩn bị coi clip của Sam ở trên Facebook nha các bạn chuẩn bị coi clip Sammy lên là dạ anh Phong trên Facebook nè dạ cái gì dạ trời ơi có bình thuốc gì đây sức mạnh mới hả cái này cầm sao wow sức mạnh mới ủa rồi ủa không phẩm đâu rồi ủa sao tôi thấy tàn hình chứ ủa tàn hình á thuốc tàn hình thuốc tàn hình cái này là thuốc tàn hình thuốc tàn hình ủa không đâu vậy tôi thấy ông rồi ủa sao tôi đánh bà tôi lại ngất xỉu ra cái gì này đi theo tôi Súng bắn điện, bắn, 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 bắn
rồi, đúng rồi. Kẹo kẹo kẹo. Nhặt cái kẹo đi. Ơ kìa, cái kẹo rơi bà rồi. Có gì mới không? Có gì mới không? Có gì mới không? À trời ơi, trời ơi, xuống vấn đề. Đi luôn Sam ơi. Game là dễ. Game là dễ, game là dễ. Ủa là được. Còn súng. Còn súng. Còn súng nè. Cái ông nội này, ông nội này. Còn súng, ném xuống vui. Sao sao sao? Sao? Giang hồ à? Nhìn thấy phóng giang hồ không? Ủa gì vậy? Rơi hả? Chết rồi. À, chết. Chết. Trời. Chưa chết. Rồi, bà rồi, cung gì khúc. Lý Tư Long. Thôi 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 thôi. Wow. Nè. Tỉnh dậy đi, tán cho thêm cái nè. Tán cho thêm cái nè. Tán xuống dưới luôn. Tán xuống dưới luôn. Tán xuống dưới luôn. Ôi, hai điểm rồi. Game là dễ. Chưa về thấy thắng rồi đó. Chưa thấy thắng rồi đó. Đây. Đâu. Gậy 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 gậy. Gậy gì gậy gì. Gậy gì. Hút bồn câu. Kéo bà đi, kéo bà đi. Nha, làm ơn, hãy cho tôi một cái bình Free Fire để tôi sử dụng sức mạnh Free Fire đi. Sao không có sức mạnh Free Fire vậy? Có ai có sức mạnh Free Fire không? Tí cho tôi đi. Có cái cây kỳ vậy. Nhào đây. Đây. Đây ơi. Đây ơi. Đâu 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 đâu. Ồ, tôi còn sống. Nguyên là cái chắc. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Thì thật ra là làm clip này là một chiếc. Xin chào các bạn. Thì thực ra là mình làm clip này là mình chỉ muốn khẳng định rằng là mình là một người chơi gà. Mình không có chơi giỏi game. Mình lại thất Phong Cận. Mà là anh Phong Cận TV nha. Cái anh Phong Cận TV đẹp trai với hành tinh số 1 vũ trụ thế giới điện ảnh. Tất cả các loại game. Mình quay clip trong một trạng thái không giáp mùa. Đó, mình công nhận là ảnh giỏi thật. Mình gà quá, mình không có bằng ảnh. Cái gì mình cũng thua ảnh hết trơn. Đó là mình lên đây mình muốn làm clip này để mình chứng minh và mình khẳng định là mình thua anh Phong Cận. Đó, vậy đó. Mình, cảm ơn các bạn đã xem clip này. Còn ông Phong Cận ngủ ngoài đường không là chuyện ổng nha mấy bạn. Đoạn cuối còn đe dọa tôi là Phong có ngủ ngoài đường hay không là chuyện của Phong nữa cơ. Quá là đe dọa, hiểu không?